Xin chào các bạn. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ đọc một số thực tế thú vị liên quan tới động vật và những câu chuyện vui về những cái criminal mà rất là ngố. Bây giờ mình đọc trước về động vật. Pretty in pink. Pretty là đẹp. Pink là màu này. Pink shrimp. Okay. For tea, dear, we had that last night. Okay. Hai con flamingo nói chuyện với nhau. Nó là pink shrimp hả? Okay. Để uống trà hả? Hay sao? Dear. Dear là một từ dùng cho bạn thân với nhau hoặc là người thân với nhau đó. Thì họ gọi nhau là dear. Một cái gì đó yêu quý, yêu mến. We had that last night. Có nghĩa là có ăn rồi mà. Có uống nước trà từ con tôm rồi mà. Flamingos all pink because of the food they eat. Rồi, flamingo này màu pink bởi vì thức ăn mà nó eat. In the doghouse. Believe it or not, these houses are for dogs. Some of them even have air conditioning and running water. Now, where did I bury my bone? Champagne, please, butler. Okay, believe it or not là một cái cụm từ nói về tin hay không đó. Believe it or not, những cái nhà này là nhà chó, cho chó. Và một số nhà như vậy còn có air conditioning nữa. Và có nước ở trong luôn, nước running water luôn. Rồi, con chó này hỏi, cái bone, cái xương, cái cục xương mà tôi bury đâu rồi nhỉ? Con chó ở đây thì nói là, hey, butler, cho tôi một cái chai champagne đi. Rồi, theo. Rock, paper, scissors. Rồi, rock, paper, scissors là một trò chơi. Các bạn thấy gì? Cái bao này, cái búa này. Đó, thì cái trò này gọi là rock, paper, scissors. The Rock Paper Scissors Championship have held in UK in 2013. Rye Pocky beat 249 other competitors to be crowned champion. Okay, nut, họ nói nut cái gì đó mà nut thì gọi là wow, cái này thật là điên rồ, cái này thật là khó thể tin, nut. Ông Rye, ông Rye Pocky này beat thắng được 249 người trong competitor là những người mà đấu với nhau, gọi là competitor. Sau khi mà đấu thắng thì ông được crowned là người vô địch. Các bạn hiểu cái từ crown ha. Câu chuyện tiếp theo mình sẽ đọc đó là gọi là We're the True Stupid Criminals 150 Brainless Baddies Busted Plus Wacky Facts. Brainless là không có não hoặc là não nhỏ. Baddies là những cái người mà gọi là criminal hoặc là những người mà tội phạm đó. Chữ bad nè. Busted là bị bắt, bị tóm cổ. Wacky là một cái gì đó lạ lùng. Alright, Stan Santa Crook, King Beach, California. King Beach là một cái thành phố ở tiểu bang California. When this thief couldn't break into a house through the doors or windows, he had an idea. Lower himself down the chimney. But
It wasn't his idea to get stuck. After neighbors heard him screaming for help, firefighters used axes to dismantle the chimney, brick by brick. The cramped and sooty criminal was happy to be pulled free, but unhappy to be arrested by police. À, khi một cái tên ăn trộm, cái thief này không có thể break, không thể đột nhập vào trong cái house qua cái cửa hoặc là cái cửa hoặc là cửa sổ, thì anh ta có một idea, đó là chui xuống cái chimney. Cái chimney là cái này các bạn. Mình bỏ củi ở đây, cái khói nó lên theo cái chimney. Rồi sau khi mà những người neighbors này nghe ông ta la lối để mà được cứu giúp, thì những cái người firefighter, những cái người chữa lửa này, nó dùng những cái axe này để mà phá, dismantle cái chimney ra, từng cái brick một, brick by brick. The cramped rambler bị kẹt. And sooty criminal. Soot là cái ngòe đen. Sooty criminal là nói về tính chất là ông criminal này bị ngòe đầy người. Rất là happy khi mà được pura, nhưng mà không có happy vì bị police arrested vì tội ăn trộm. Seattle Washington dog ate $1,200 that it found on the top of a dresser. Dresser là một phòng mà thay đồ, một con chó ở Washington, Seattle này ăn cái gì đó, một trị giá $1,200 luôn. Missouri man tried to rob a bank where his wife was a teller. Her response: go home. Một người đàn ông ở tiểu bang Missouri này cố gắng rob một cái bank, mà rob ăn trộm cướp nhà băng này, thì cái người mà ở người phục vụ ở trong nhà băng lại chính là wife của ông ta. Rồi cái phản ứng của bà ta là bà nói sao? Go home. Rất là vui đúng không các bạn? Chồng thì đi cướp mà cướp ngay cái chỗ bà vợ đi làm được bị đau chứ. Rồi các bạn cho mình biết là cái chương trình này có thích hợp hay không.